Gà rán từng là một món ăn xa xỉ ở thời sinh viên và nó gắn liền với tuổi trẻ chứ không phải là tuổi thơ. Tại vì hồi xưa dưới quê tỉnh nghèo thì làm gì biết đến gà rán để mà ăn. Tới lúc được lên Sài Gòn thì cũng lâu lâu sang sàn mới dám đi ăn gà. Bây giờ thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn và dù có rất nhiều lựa chọn thì nhắc tới gà rán mình vẫn nghĩ liền tới KFC. Nó như một cái tín biểu tượng theo thời gian vậy. Hôm nay cô Nhiên sẽ dẫn Sóc với Na đi ăn gà mà mắt nhỏ là buổi trưa 10 đến 14 giờ từ thứ hai đến thứ sáu sẽ có combo buổi trưa quá đã chỉ 40 cành. Còn bonus thêm 3 miếng gà nữa gà chỉ 19 cành. Combo trưa thì có nhiều món như là cơm gà bít tết, phi lê gà quay, cơm gà rán, gà xiên que vân vân. Và ba cô cháu mình chọn burger tôm, cơm gà quay số teriyaki và cuối cùng là mì ý sốt cà gà viên. Trong mỗi phần combo sẽ được đi kèm một phần ly Pepsi tươi. Mà bạn có để ý là Pepsi tươi thì uống nó sẽ đã hơn nhiều so với Pepsi chai nhựa không? Ba đứa ba combo món khác nhau nhưng mà thật ra là ăn qua ăn lại ăn chung để được thử nhiều món hơn. Trưa thì mình gọi combo trưa cho nó hời nhưng mà signature không thể thiếu khi vào KFC vẫn là gà rán truyền thống ha. Phần da thì tôi thích vì nó thơm giòn giòn. Hương vị gà của KFC thì mình nghĩ quá quen thuộc nên chắc không cần phải diễn tả nhiều, nhưng có một điều mình thấy là ăn vừa đủ để ngon, không nên ăn quá chớn quá lố ô về nó sẽ dễ bị ngán. Nên là mình chỉ gọi combo 3 miếng thêm 105 cành. Ở Sài Gòn thì chắc không ai chưa từng đi KFC. Và với hệ thống cửa hàng phủ rộng thì mọi người đều biết KFC cũng có không gian thoải mái với sức chứa lớn hen. Chi nhánh hôm nay mình dẫn hai đứa nhỏ đi là ở Lý Thường Kiệt, Tân Bình, tại vì gần nhà chị dâu mình luôn cho nó tiện. Nhân viên thì cũng chịu khó giới thiệu về combo và các món theo nhu cầu ăn của mình. Khoai tây chiên 29 cành, bắp cải trộn là 12 cành. Cái này mình kêu thêm để ăn cho nó ngon hơn. Chị dâu mình thì cũng là người kén ăn nhưng mà chị nói là bánh trứng của KFC thì vẫn là cái món mà chị thấy ok nhất trong những cái chỗ bán bánh trứng. Nên là mình gọi 4 bánh giá 59 cành. Nhưng mà chị dâu dặn là đừng có quay hình chị nha, chị ngại. Còn bà Na, bà nói cô Nhiên đừng có quay con nha, con không thích lên video đâu. Nhưng mà nói vậy thôi chứ video nào mà có mặt cháu nó là cháu nó mới thích xem. Rồi nhắc nhẹ thêm lần nữa là combo buổi trưa quá đã sẽ không áp dụng vào ngày cuối tuần hay là ngày lễ 8 tháng 3 nha. Nếu mà không thời gian khác thì giá gốc sẽ nhỉnh hơn một chút xíu. Xem xong video có tự hỏi là bao lâu rồi không ăn cái món quen thuộc này, hay là bao lâu rồi không dẫn mấy đứa em mấy đứa cháu đi ăn. Vậy nên tranh thủ lúc còn combo buổi trưa quá đã nha, vì vừa tiết kiệm lại đa dạng được lựa chọn và đủ dinh dưỡng, có thịt có rau, áp dụng đến ngày 28 tháng 4. Nếu mà bạn lười thì vẫn có thể áp dụng giao hàng tận nơi. Cảm ơn cả nhà đã xem, mình là Nhân Thích Ăn, người kể chia sẻ về món ăn và trải nghiệm.